Sharp Focus RC1 Test 3. Câu 147 đến câu 148. Câu 147, what is the reason? Cái lý do cho cái thông báo này là gì? Có nghĩa là mục đích của thông báo. Câu hỏi dạng mục đích, chúng ta đọc bốn đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối, phải không nào? Rồi đọc bốn đáp án trước nha. Câu A, to report, để báo cáo về một cái status, cái tình trạng, cái hiện trạng của một cái dự án xây dựng, phải không nào? Construction project, dự án xây dựng ha. Rồi câu B, to remind, để nhắc nhở employees, nhân viên về cái thời gian của kỳ nghỉ được extended, là được kéo dài đó em. Câu C, to provide, được cung cấp, để mà cung cấp về cái instruction, những cái sự hướng dẫn ha, những cái sự hướng dẫn chỉ dẫn cho những cái tình huống khẩn cấp, emergency situation, tình huống khẩn cấp ha. Rồi câu D, to announce, để mà công bố, thông báo về cái một cái change, một cái thay đổi temporary, tạm thời cho workers và nhân viên, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta đọc đoạn đầu trước nha. The staff entrance, cái lối vào của nhân viên á, tại cái Mount Wilson á, đã bị làm hư hại, làm hỏng bởi cái storm, cái trận bão của tuần trước. Rồi, and will be prepared, nó sẽ được sửa chữa vào ngày 2 tháng 8. Mall employees, nhân viên của mall á, thì có thể là đi vào tòa nhà bằng sử dụng cái lối thoát hiểm đây. Emergency exit là lối thoát hiểm ha, ở cái cánh phía nam nè của tòa nhà. Rồi, khi đọc đến đây thì ngữ cảnh của bài này là gì vậy em? À, do bão cho nên cái lối vào chính hàng ngày nó đã bị hư, cho nên là trong cái trường thời gian mà nó sửa chữa thì nhân viên sẽ đi bằng cái lối thoát hiểm, phải không nào? Vậy theo em đáp án là câu gì ha? Có nhiều bạn thấy ở trên đề bài có từ emergency nè, thông tin bài có emergency, cái nhìn xuống đáp án thấy có từ emergency ở câu C là đánh vô liền, là coi chừng sai. Em phải đọc kỹ lại câu C nó là gì. Cung cấp những cái sự chỉ dẫn cho tình huống khẩn cấp. Ở đây có tình huống khẩn cấp gì đâu em. Tình huống khẩn cấp ví dụ như là cháy nổ đó, người ta gọi mới gọi là tình huống khẩn cấp. Còn cái này đâu có tình huống khẩn cấp gì đâu, chỉ là cái lối đi được sửa, cho nên là phải thay đổi cái lối đi khác thôi, phải không nào? Vậy thì câu C là không phải nha em nha. Đáp án chính là câu D ha. Thông báo một cái sự thay đổi tạm thời cho worker, cho nhân viên. Người ta không dùng lại từ employees mà người ta dùng từ gì em? Workers ha. Là thay đổi không đi cái entrance, cái cổng chính nè, cái cổng chính này nè, mà sẽ đi cái emergency exit on the south side, được không nào? Đáp án là câu D ha. Câu 148, what is suggested, cái điều gì được nói về Wilson Mall? Rồi đáp án trước nha em nha. Câu A, nó có một cái lối exit, một cái lối thoát á, mà thường bị restricted, là bị giới hạn, là bị cấm vào đó em. Câu B, nó thì requires, yêu cầu nhân viên phải wear, phải đeo cái badge, cái bảng tên all times, mọi lúc mọi khi luôn. Câu C, nó thì đang thuê, đang tuyển thêm nhân viên an ninh, là nhân viên bảo vệ ha. Câu D, nó sẽ được đóng cửa để mà renovation, tân trang, cải cách. Sau khi đọc xong, chúng ta dò tiếp thông tin trong bài đọc xem cái bài đọc này nói gì về Wilson Mall nha. Dò tiếp cái chỗ lúc nãy nha em. Your identification badge, cái thẻ nhận diện của bạn đó, thì sẽ được updated, được cập nhật automatically, tự động ở trong cái hệ thống an ninh, để mà cho bạn access to, truy cập bằng cái lối này. Cái lối này là lối gì em? Emergency exit, hồi nãy chúng ta có dịch rồi đó, là cái lối thoát hiểm á ha. Rồi swipe your badge là quét cái thẻ của bạn á ở cái lối vào này như là bạn thường làm. Mặc dù như vậy, know that, nhưng mà hãy chú ý rằng á, là bạn sẽ không thể bước vào cái môn này bằng cái lối này sau ngày 2 tháng 8. Và em đọc xong thì em hiểu là gì? Sau ngày 2 tháng 8 là sau khi mà cái entrance, cái lối vào cho nhân viên nó được sửa xong á, thì cái emergency exit, cái lối thoát hiểm đó em, nó sẽ không còn được sử dụng nữa, và người ta sẽ cấm không cho vào, phải không nào? Vậy thì em xem đáp án là câu nào là chính xác vậy em? Có phải là câu A không? Câu A, nó có một cái lối thoát mà thường bị giới hạn, bị cấm. Có nghĩa là bình thường không có ai đi lối này được hết á em. Do nó sửa chữa cái lối vào chính cho nhân viên, cho nên nó mới được đi thôi, phải không nào? Vậy thì bây giờ rất có khả năng đáp án là câu A ha. Còn em nhìn thử câu B đi. Nó yêu cầu nhân viên đeo bảng tên all times, mọi lúc mọi khi, đâu có đề cập đâu em. Có nói đến cái bảng tên là identification badge, phải không nào? Rồi đây badge này, nhưng mà nó không có nói đến việc đeo, nó chỉ kêu là quét tại cái lối này rồi đi vào thôi, chứ không có kêu là phải đeo suốt luôn, phải không nào? Còn câu C, đang tuyển dụng nhân viên an ninh, đâu có nói gì tuyển dụng nhân viên an ninh đâu. Câu B không có, câu C không có, câu D, nó sẽ được đóng cửa đi tân trang cải cách, cũng đâu có nói đâu em. Nó vẫn hoạt động và làm việc bình thường, nó chỉ tu sửa cái lối đi chính thôi. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? À, câu A ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng cô dịch lại bài này và hệ thống là những từ quan trọng được highlight các em nhé.
Rồi, the staff entrance, mình có từ entrance có nghĩa là lối vào hay là cổng vào đây em. Lối vào hay là cổng vào ha. Rồi, nó là gì, cái lối vào của nhân viên, cái cổng vào của nhân viên ở cái môn Wilson á, thì đã bị damage. Mình có từ damage có nghĩa là làm hỏng hay làm hư hại ha. Đã bị làm hỏng, làm hư hại bởi cái storm. Mình có từ storm có nghĩa là trận bão đây, trận bão ha. Đã bị làm hư hại, làm hỏng bởi cái trận bão vào tuần trước và sẽ được repair là sửa chữa vào ngày 2 tháng 8. Mall employees là những nhân viên của cái mall á, có thể là sẽ tham đi vào, enter là đi vào cái mall bằng cách sử dụng cái emergency exit là cái lối thoát hiểm đây. Mình có từ exit là lối thoát ha. Rồi, emergency là khẩn cấp nè, cái lối thoát dành cho trường hợp khẩn cấp, người ta gọi là lối thoát hiểm nha em. Bằng cách sử dụng cái lối thoát hiểm ở cái cánh phía nam của cái tòa nhà. Your identification badge, mình có badge có nghĩa là một cái thẻ đeo á em, thẻ đeo ha. Nó có thể là bản tên hoặc là thẻ nhân viên được không nào? Identification có nghĩa là thẻ nhận diện. Identification là nhận dạng, nhận diện ha. Vậy identification badge có nghĩa là cái thẻ nhận diện, cái thẻ nhận dạng. Những cái thẻ nhận diện của bạn đó sẽ được updated, được cập nhật một cách automatically, tự động ở trong cái security system là hệ thống an ninh em ha. Hệ thống an ninh, system là hệ thống, security là an ninh hay là bảo vệ đó. Sẽ được cập nhật trong cái hệ thống an ninh một cách tự động, phải không nào? Để give you, để cho bạn access to có nghĩa là truy cập ha, truy cập. Để mà cho phép bạn có thể truy cập vào cái bằng cái lối này, bằng cái cửa này được không nào? Swipe có nghĩa là quét em. Quét cái gì? Quét cái thẻ của bạn tại cái lối này nè, như là bạn thường làm ha. Note, chú ý rằng, though là mặc dù như vậy thì hãy chú ý rằng là bạn sẽ không thể đi vào cái môn bằng cái lối này nữa vào sau ngày 2 tháng 8 được không nào? Rồi câu 147 mình có từ status có nghĩa là hiện trạng hay là tình hình nha em nha, hiện trạng hay là tình hình. Câu A có nghĩa là báo cáo về cái hiện trạng, cái tình hình của cái dự án xây dựng. Câu B mình có từ extended có nghĩa là kéo dài đấy em. Extend là kéo dài ha. Kéo dài, bỏ ED đi, extend là kéo dài. Rồi, cho nên câu này nó nói là gì nè, để nhắc nhở nhân viên về cái giờ của kỳ nghỉ được kéo dài ha. Rồi câu 148 câu A mình có từ restrict. Restrict có nghĩa là giới hạn. Giới hạn ha. Câu này có nghĩa là cái lối thoát á, nó thường là bị giới hạn. Một cái lối đi, một cái lối thoát nó thường bị giới hạn, có nghĩa là nó bị cấm đó em. Nếu mà không được phép á, thì sẽ không có được vào cái lối đó ha. Còn câu đi mình có từ renovation là tân trang, cải cách, từ này gặp rất nhiều ha. Tân trang hay là cải cách cái gì đó ha, renovation. Nó được đóng cửa để mà tân trang cải cách được không nào? Bài đọc tiếp theo từ câu 149 đến câu 150. Câu 149, what is stated? Cái điều gì thì được nói về cornerstone solution. Từ khóa chính là từ cornerstone solution, phải không nào? Đọc đáp án trước nha em, câu A. It is expected. Mình có từ expected có nghĩa là mong đợi hay là dự đoán nha em. Nó được dự đoán là withdraw, rút from. Withdraw from là rút khỏi cái gì ha? Rút khỏi một số cái negotiation, cuộc thương lượng hay là đàm phán ha. Rồi câu B, nó thì đang try, đang cố gắng để mà quyết định xem cái cách để mà chi tiêu, sử dụng cái phần quỹ hỗ trợ thêm. Câu C, nó thì có lẽ là đồng ý để mà secure, có được cái service, dịch vụ. Có được cái dịch vụ như là sử dụng dịch vụ đi. Nó có thể là đồng ý sử dụng dịch vụ của cái công ty Joint Associates, phải không nào? Rồi câu D, nó thì đã đưa ra một cái đề nghị để mà purchase, mua lại một công ty khác, phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem trên cái email này nó sẽ nói gì về Cornerstone Solution ha. Trước tiên chúng ta nhìn cái email trước đã. Cái email này gửi cho ai vậy em? To, đến tất cả nhân viên luôn. Gửi từ Agent Joe, phải không nào? Rồi vậy thì em xem nè, Agent Joe là ai vậy? Nhìn xuống ký tên đi em. Enjun Joe là director, giám đốc của công ty này, phải không nào? Vậy thì cái công ty này đang gửi email thông báo cho tất cả nhân viên. Chủ đề là gì em? Cornerstone Solution Account. Đây có cái tựa liên quan đến từ khóa của mình ha. Rồi bây giờ chúng ta dịch thử nè. We are in the midst. Chúng ta thì đang ở giữa chặng đường đạt được một trong những mục tiêu trong năm nay của chúng ta. Senior officials, official có S là quan chức đó em. Senior là cấp cao, những cái quan chức cấp cao từ Cornerstone Solution, đây từ khóa của mình nha. Những quan chức cấp cao á,
từ Cornerstone Solution sẽ đến vào tuần tới để mà discuss, thảo luận những cái details chi tiết, và hopefully hy vọng rằng sẽ sao em sign a contract, ký hợp đồng với chúng ta luôn, đến thảo luận chi tiết và ký cái hợp đồng, phải không nào? Vậy thì em xem em có ra được đáp án chưa? Câu A, rút khỏi cái sự thương lượng đàm phán, đâu có đâu phải không em? Câu B, quyết định để mà chi tiêu nguồn quỹ hỗ trợ thêm, đâu có nói gì đến nguồn quỹ đâu. Câu C, sử dụng dịch vụ của HL Associates, rất có khả năng phải không em? Tại vì đây là cái công ty Joe and Associates là cái công ty nè, và nó đang gửi cho nhân viên của nó, và nó nói rằng là gì em, cái Cornerstone Solution, vậy Cornerstone Solution chính là khách hàng của cái công ty Joe and Associates phải không nào? Đây là công ty, còn đây là khách hàng, đúng không? Thì nó mới nói là khách hàng, quan chức cấp cao từ những cái công ty khách hàng này nè, từ công ty khách hàng này sẽ đến vào tuần tới để mà thảo luận vào cái hợp đồng. Vậy thì rất có thể là nó sẽ sử dụng dịch vụ của công ty này, phải không nào? Còn câu D là gì? Cornerstone Solution định mua lại công ty khác, đâu có đề cập đâu. Câu C là phù hợp nhất, phải không em? Đáp án là câu C ha. Câu 150, what the Miss Joe, bà Joe thì yêu cầu nhân viên của bà ấy là làm gì, phải không nào? Vậy từ khóa chính là từ employees. Ok, đọc đáp án trước nha em. Câu A, thêm vào một số cái terms, điều khoản cho cái contract, cái hợp đồng. Câu B, liên hệ với lại cô ấy để mà có thêm chi tiết của công việc. Câu C, assess, đánh giá một số cái đồng nghiệp ha. Câu D, set up, thiết lập một cái phòng cho có cuộc họp. Rồi chúng ta dò xem chỗ nào yêu cầu về nhân viên làm gì ha em ha. Nhờ tiếp đi nào. Dòng này có không em? Cũng không có phải không? Không có. Rồi tiếp nha. Dòng tiếp theo thì không có employee nhưng mà có từ gì nè em, staff. Chúng ta đọc thử cái câu này, đọc nhanh qua nha em nha. Nó nói là gì đây? Chúng ta đó sẽ hoặc là cần phải hire, thuê thêm nhân viên temporary, tạm thời, hoặc là mở rộng cái trách nhiệm của cái nhân viên hiện tại. Chưa có đáp án phải không em? Bây giờ dịch tiếp nè. Further details, những cái thông tin chi tiết hơn á, sẽ được discuss, thảo luận ở trong cái cuộc họp được sắp xếp vào ngày mai. Nếu mà bạn á, bạn là ai vậy em? Bạn chính là người nhận, mà người nhận là ai? On staff, là nhân viên nè. Vậy nếu bạn quan tâm, có nghĩa là nếu nhân viên quan tâm đó, thì sao em? Quan tâm trong cái việc giải quyết cái account là khách hàng đó em, khách hàng mới này á, thì vui lòng hãy email cho tôi để tôi có thể gửi cho bạn cái overview của những cái việc mà cái công việc này bao gồm. Vậy thì em ơi, bà Joe yêu cầu nhân viên phải làm gì? Câu A, đâu có add thêm cái terms, điều khoản hợp đồng gì đâu, phải không? Không có ha. Câu B, liên hệ với bà ấy để mà có thêm thông tin chi tiết của công việc, có không em? Có phải không nào? Contact her chính là gì đây? Email her, phải không? Email cho bà ấy. Rồi, job details, những cái chi tiết của công việc, đó chính là overview, tổng quan của những việc mà cái vị trí này bao gồm, phải không nào? Vậy, câu B là có rồi nè, còn câu C, đánh giá đồng nghiệp khác, đâu có đâu, phải không? Còn câu đi thiết lập phòng cho phòng họp cũng không có luôn. Vậy đáp án chắc chắn là câu B rồi, được không nào? Thôi bây giờ chúng ta cùng dịch lại bài này và hệ thống là những từ quan trọng được highlight cùng với cô các em nhé. Đây là một cái email ha. Email này gửi cho all staff và tất cả nhân viên luôn nè. Gửi từ ông Jun Cho, được không nào? Ngày 3 tháng 11, chủ đề là Cornerstone Solutions Account. Mình có từ account, thường thường em dịch là tài khoản. Nhưng mà ở trong ngữ cảnh này thì em có nghĩa là khách hàng ha. Account, mà trong cái trường hợp về kinh doanh đó, còn có nghĩa là khách hàng nữa. Khách hàng Cornerstone Solutions, được không nào? D colleagues, colleagues có nghĩa là đồng nghiệp đây, đồng nghiệp ha. Cho nên mình dịch là các anh chị em đồng nghiệp thân mến. Chúng ta thì in the midst có nghĩa là đang ở giữa cái chặng đường gì đó ha, đang ở giữa đâu đó. Chúng ta đang ở giữa chặng đường của cái việc achieve, là đạt được ha, đạt được một trong những cái goals, một trong những cái mục đích, mục tiêu của cái năm nay, phải không nào? Senior officials, mình có từ officials, danh từ á là có S thêm ha, và có nghĩa là quan chức. Senior có hai nghĩa, thứ nhất là lớn tuổi, nếu tính về mặt tuổi tác á, thì người ta dịch là lớn tuổi ha. Còn nếu mà ở trong công ty đó em, những người mà làm việc lâu năm được lên chức cao á, thì người ta gọi là cao cấp ha. Cao cấp, senior là cao cấp đó em. Vậy là quan chức cao cấp, quan chức cấp cao ha. Những cái quan chức cấp cao từ Cornerstone Solution á, sẽ đến vào tuần tới để mà thảo luận những cái chi tiết và hy vọng rằng sẽ ký một cái hợp đồng. Nếu mà họ sign, họ ký hợp đồng với chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có được một cái khách hàng là hàng triệu đô la trong tay, phải không nào? This would mean, điều này á, có nghĩa là increased,
Revenue, mình có từ revenue có nghĩa là doanh thu hay em ha, doanh thu. Hay có nghĩa là thu nhập nữa, nhưng mà trong công ty thì có nghĩa là doanh thu ha. Doanh thu được tăng lên along with, cùng với nhiều trách nhiệm hơn, responsibilities có nghĩa là trách nhiệm ha. We would either chúng ta sẽ hoặc là cần phải thuê tuyển, hire, thuê tuyển thêm những cái nhân viên temporary là gì em, tạm thời, hoặc là expand, mở rộng cái duties, cái trách nhiệm của nhân viên current và nhân viên hiện tại. Further details, những cái thông tin chi tiết hơn á, sẽ được discuss, thảo luận ở trong cái cuộc họp được sắp xếp vào ngày mai. Nếu mà bạn quan tâm đến cái việc mà giải quyết hay là xử lý cái khách hàng mới này, accounts khách hàng em ha, thì vui lòng hãy email cho tôi để mà tôi có thể gửi cho bạn cái overview, là cái bản tổng quan á. Mình có từ preliminary. Preliminary có nghĩa là sơ bộ hay không ha, sơ bộ. Vậy cái từ là preliminary overview có nghĩa là tổng quan sơ bộ á, để mà tôi có thể gửi cho bạn tổng quan sơ bộ của những cái mà cái những cái công việc mà cái vị trí này bao gồm, cái công việc này bao gồm, được không nào? Rồi, that way, bằng cách đó thì bạn có thể look through, mình có từ look through á, có nghĩa là xem nhanh qua, xem lướt qua ha, xem nhanh, xem lướt qua. Để mà bạn có thể xem nhanh qua cái thông tin trước cái cuộc họp vào ngày mai, được không nào? Rồi, có 149, mình có cái cụm là be expected. Mình có từ expect có nghĩa là mong đợi, nhưng mà đôi khi be expected mình dịch là được dự đoán nữa nha em nha. Chỗ này có nghĩa là dự đoán nữa, mong đợi hay là dự đoán ha. Được dự đoán là withdraw from, là rút khỏi cái gì đó nha. Withdraw là rút, ví dụ như rút tiền là withdraw the money. Nhưng mà rút khỏi gì đó là withdraw from ha, rút khỏi cái gì đó. Rồi, được dự đoán là sẽ rút khỏi một số cái negotiation, là sự thương lượng hay là đàm phán nha em nha, sự thương lượng hay là đàm phán ha. Nó đang cố gắng để mà câu C mình có từ secure, là có được nha em nha, có được ha. Vậy câu C có nghĩa là nó đồng ý để mà có được cái dịch vụ, có nghĩa là nó sử dụng dịch vụ đem của Joe and Associates, được không nào? Rồi, có 150, mình có từ terms, có nghĩa là điều kiện hay là điều khoản trong hợp đồng đó em. Điều kiện, điều khoản ha. Câu A có nghĩa là thêm vào một số cái điều khoản cho cái hợp đồng. Câu C mình có từ assess. Assess có nghĩa là đánh giá ha, đánh giá, động từ đó em, đánh giá. Danh từ của nó cũng rất là hay gặp khi đi thi là assessment. Thêm từ mình cho thôi em ha, assessment, sự đánh giá ha. Bài đọc tiếp theo từ câu 151 đến câu 152. Câu 151, what is implied, cái điều gì thì được nói về bà Moore. Vậy từ khóa chính là Miss Moore, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta đọc đồ đáp án trước nha. Câu A, she's waiting, bà ta đang chờ để mà bắt taxi. Câu C, bà ta đang ở cổng chờ lên máy bay, phải không nào? Câu C, bà ta đang check-in, đang làm thủ tục nhận phòng tại một cái khách sạn. Câu D, bà ta bị trễ cho một cái cuộc họp. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm bà Moore xem ở đâu nha. Rồi, tin nhắn lúc 9:43, phải không em? Mình đọc thử nè. I just passed security. Tôi vừa mới qua cái security, là an ninh, phải không em? Cái rồi sao nữa? I'm currently waiting. Tôi thì hiện tại đang xếp hàng chờ để mà board the plane, lên máy bay. Vậy A, B, C, D đáp án là câu nào vậy em? À, câu B ha. Bà ấy đang ở cái cổng chờ lên máy bay ha. Vậy security đó em, có nghĩa là cổng an ninh ha. Tôi vừa mới qua cái cổng an ninh và hiện tại tôi đang xếp hàng chờ để mà board, là lên máy bay đó em. The plane là máy bay ha. Rồi, vậy đáp án là câu B. Câu 152, vào lúc 9:52 á, thì bà Moore rất có khả năng á, là có ý gì khi mà viết là very promising. Promising là hứa hẹn, triển vọng, phải không nào? Chúng ta đọc bốn đáp án trước nha. Câu A, a job candidate, một cái ứng cử viên cho công việc á, sẽ được phỏng vấn. Câu B, a product, một cái sản phẩm sẽ đã rất là phổ biến với lại người tiêu dùng. Rồi câu C, một khách hàng đã đưa ra một cái lời đề nghị favorable, có lợi ha. Câu D, cái cuộc họp á, thì có thể là sinh lời hay là gây lời hay là có lợi đem, lucrative ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò tin nhắn lúc 9:52 xem từ very promising nó nằm ở đâu nha. Đây, 9:52 này em, very promising, phải không nào? Sau khi xác định được rồi, chúng ta sẽ đọc tin nhắn liền ở phía trước thì mới biết được câu này có ý gì ha. Đọc ở phía trước nha. Yes, vâng, cái điều này á, thì khá là có lợi cho công ty của chúng ta, nhưng chúng ta không biết this là cái gì, phải không nào? Vậy để biết this là cái gì, chúng ta sẽ đọc tin nhắn ở đằng trước nữa ha. Rồi, oh really, that's a good news. Ồ vậy à, đó là một cái tin tốt, cũng chưa ra luôn. Vậy mình đọc thêm tin nhắn ở phía trước nữa nha. Đây, it's about your schedule.
Đó là về cái lịch trình của bạn, hỏi về cái lịch trình của bạn. Tôi có lẽ là phải squeeze in là cái gì đó, mình không biết, mình cứ để đó ha. Tôi phải squeeze in một cái cuộc họp nữa cho bạn. Bà Skin dường như là rất là thích thú khi mà được gặp gỡ thảo luận với bạn, phải không nào? Vậy thì squeeze in rất có khả năng nó có ý nghĩa là sắp xếp một cái cuộc hẹn khác nữa, sắp xếp thêm một cái cuộc hẹn nữa ha. Tại vì trong đây có đề cập là Miss Skinner rất là thích được mà gặp gỡ, thảo luận, bàn bạc cùng với người này mà, thì chắc chắn là sắp xếp thêm một cuộc hẹn rồi, phải không nào? Cuộc họp rồi. Rồi xong rồi bà Moore mới nói là gì? Oh, that's good news. Đó là một cái tin tốt. Cái xong rồi Ming Lee mới nói là gì? Điều này rất có khả năng là có lợi cho công ty của chúng ta. Rồi sau đó bà Moore mới nói là gì em? Rất là hứa hẹn triển vọng. Vậy ngữ cảnh này đang nói về cuộc họp với một vị khách hàng, phải không nào? Và nó gây lợi, nó có lợi. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Cuộc họp là câu nào? Câu đi, phải không nào? Và mình có từ lucrative rất hay ra thi nha em nha, gặp rất thường xuyên, có nghĩa là sinh lợi hay là có lợi ha. Sinh lợi hay là có lợi, đáp án là câu đi. Cùng hãy thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô em nha. Rồi, tin nhắn đầu tiên nè, Ming Lee mới nói là gì? Good morning, xin chào Francine. Bạn đang ở đâu ngay bây giờ vậy? Phải không? Rồi, Francine Moore mới nói là gì? I just passed security. Tôi mới vừa pass là đi qua được đấy em. Vừa qua, đi qua ha. Security là cổng an ninh ở trong sân bay á, cổng an ninh ha. Tôi vừa mới đi qua cái cổng an ninh. Rồi, currently, hiện tại thì tôi đang wait in line. Mình có cầm wait in line có nghĩa là xếp hàng chờ đó em. Hiện tại thì tôi đang xếp hàng chờ để mà board. Mình có từ board có nghĩa là lên tàu hay là lên máy bay em ha. Lên tàu hoặc lên máy bay. Nếu mà đi tàu thủy thì dịch là lên tàu. Còn nếu mà đi máy bay thì dịch là lên máy bay ha. Board. Tôi đang đứng chờ xếp hàng để mà lên máy bay. Any minute now. Mình có một cái thành ngữ any minute now có nghĩa là sẽ xảy ra rất là sớm nhưng mà không biết chắc là khi nào ha. Sớm nhưng mà không biết chắc là khi nào. Không biết cụ thể là khi nào. Any minute soon là như vậy ha. Có nghĩa là tôi đang chờ và tôi sẽ lên máy bay sớm thôi. Nhưng mà cũng không biết là khi nào nữa. Người ta nói là any minute now, được không nào? Why? Có chuyện gì vậy? Ming Lee mới nói là gì? It's about your schedule. Tôi hỏi về cái lịch trình của bạn ha. Có lẽ là tôi phải squeeze in. Mình có từ squeeze in có nghĩa là manage to do something. Có nghĩa là xoay sở để làm cái gì đó ha. Xoay sở để làm cái điều gì đó. Để làm cái gì đó ha. Chỗ này có nghĩa là tôi có lẽ là phải xoay sở để mà sắp xếp một cái cuộc hẹn nữa cho bạn. Bà Skinner thì dường như rất là quan tâm và rất là muốn meet with. Mình có cái cụm là meet with có nghĩa là gặp gỡ, thảo luận hay là bàn bạc đấy. Meet with là gặp gỡ để mà thảo luận hay là bàn bạc ha. Bà Skinner thì dường như là rất là quan tâm, rất là thích, rất là muốn để mà gặp gỡ bàn bạc với bạn, được không nào? Rồi, Francine Moore mới nói là gì? Oh really? Thật vậy à? That's good news. Thật là một cái tin tốt. Yes. Vâng, cái điều này thì có lẽ là sẽ có lợi cho công ty của chúng ta ha. Sẽ khá là có lợi cho công ty của chúng ta. Mình có từ profitable có nghĩa là có lợi đấy em. Có lợi ha, sinh lợi, có lợi. Tại vì mình có từ profit là lợi nhuận nè. Profitable là có thể sinh ra lợi nhuận ha, có lợi cho công ty của chúng ta. Rồi, Francine Moore nói là gì? Very promising. Mình có từ promising có nghĩa là triển vọng hay là hứa hẹn ha. Rất là triển vọng, rất là hứa hẹn. I've heard, tôi được nghe rằng bà ta là một người rất là tuyệt vời để mà làm kinh doanh chung, phải không nào? Hãy gửi cho tôi cái itinerary. Mình có từ itinerary có nghĩa là lịch trình nha, lịch trình. Itinerary. Hãy gửi cho tôi một cái lịch trình đã được cập nhật nếu mà bạn có thể, được không nào? Rồi xuống dưới nha, câu hỏi thì câu 152. Câu C mình có từ favorable. Favorable cũng có nghĩa là có lợi luôn nha em nha, có lợi. A favorable offer là một cái đề nghị có lợi ha. Câu D mình có từ lucrative là xin lời hay là xin lợi nha em nha. Xin lợi cũng là có lợi luôn đó. Câu D có nghĩa là một cái cuộc họp thì có thể lucrative, xin lợi, có lợi, được không nào? Bài đọc tiếp theo từ câu 153 đến câu 154. Câu 153, what is suggested, cái điều gì thì nói về cái artist spotlight của cái trường cao đẳng đại học Athens, phải không nào? Vậy từ khóa chính là từ artist spotlight. Ok, đọc đáp án trước nha em. Câu A, it is a recurring event. Nó là một cái sự kiện recurring. Recurring có nghĩa là lại diễn ra theo định kỳ đấy em. Lại diễn ra nữa theo định kỳ, giống như các game show dài tập vậy đó em, cứ hàng tuần hoặc là hàng tháng thì sẽ phát một tập, thì người ta gọi là recurring event, được không nào? Cô nói lại ha. A là một cái sự kiện lại diễn ra theo định kỳ. Câu B,
Nó includes bao gồm một cái buổi triển lãm nghệ thuật. Câu C, nó exclusively có nghĩa là dành riêng hay là độc quyền. Câu C có nghĩa là nó độc quyền là chỉ có musician, nhạc sĩ, ca sĩ thôi. Câu D, nó sẽ được ghi âm để mà phát lên TV, phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ dò xem artist spotlight nằm ở đâu nha. Ok, tự bài có rồi phải không em? Dòng thứ nhất cũng có, chúng ta đọc ở đây nha. Đọc từ đầu lúc nào? While, trong khi á, một vài cái sự kiện artist spotlight vừa qua của chúng tôi á, thì đã có accomplished painters, những cái người họa sĩ tài năng. Thì khách mời của tháng này á, sẽ là một cái animator, cái người làm phim hoạt hình đó em ha, có tên là Crane Maret. Vậy thì thi đọc đến đây nè, thì em thấy đáp án là câu nào vậy em? Cái sự kiện này đã xảy ra một vài lần trước rồi phải không nào? Và tháng này lại xảy ra nữa. Vậy thì đáp án chắc chắn là câu A rồi. Là một cái sự kiện lại diễn ra theo định kỳ, phải không nào? Diễn ra lại theo định kỳ ha. Câu 154, what is not indicated? Cái điều gì thì không được chỉ ra về Mr. Marek. Vậy từ khóa chính là từ Mr. Marek, phải không nào? Nhưng mà đây là dạng câu hỏi gì vậy em? Loại trừ ha, có từ not nè. Rồi câu hỏi loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò thông tin của từng đáp án nha. Câu ai trước nào? He will participate in, ông ta sẽ tham gia vào nhiều hơn một hoạt động tại cái trường đại học Athens. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dò cái gì em? Từ khóa chính là từ participate in hoặc là activity, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta dò tiếp chỗ lúc nãy chúng ta đã ngừng nha, từ chữ he, phải không em? He là ai vậy? He là Marek nè, ở phía trước có tên của ông ta nè, phải không em? Rồi ông ta sẽ present, thuyết trình về cái bộ phim mới nhất của ông ta, tên là gì nè, đã được screen, trình chiếu tại cái festival, cái liên hoan phim, cái lễ hội phim hoạt họa global, là toàn cầu. Ok, vậy là cái hoạt động thứ nhất là ông ta làm gì em? Thuyết trình, phải không nào? Là một hoạt động, là bây giờ chúng ta dò thêm xem là có cái hoạt động nào khác nữa không? Dò tiếp đi em. Này đang nói về các bộ phim phải không? Rồi dòng tiếp theo là nói về bộ phim nè. Rồi dòng tiếp theo, film screening cũng nói về bộ phim luôn. Cũng không có luôn ha. Ok, cũng không có luôn. Ok, nhưng mà đến cái dòng này thì có từ gì nè em? Participate in. Also participate in, cũng tham gia vào. Vậy rất có khả năng là một cái hoạt động nữa. Em dịch tiếp câu này nha. He will, ông ta sẽ, sao em, cũng tham gia vào cái thảo luận nhóm một ngày sau cái sự trình chiếu phim vào thứ 6 ngày 12 tháng 7 ở cái thính phòng Watkins. Ok, vậy thì ông ta tham gia vào mấy sự kiện vậy em? Hai cái phải không nào? Hai cái hoạt động. Thứ nhất là present his latest film, phải không nào? Rồi hoạt động thứ hai là tham gia vào panel discussion, phải không nào? Vậy thì đáp án câu A có không em? Câu A đúng rồi ha. Rồi câu B nha. Ông ta thì đã nhận không cái sự đào tạo chính quy, có nghĩa là ông ta đã không có tham gia cái khóa đào tạo chính quy nào về cái sản xuất phim hoạt họa hết đó em. Phim hoạt hình đó ha. Animation là phim hoạt hình, phim hoạt họa đó. Rồi ông ta có tham gia đào tạo chính thức không em? Bây giờ em dò thử xem. Dò từ lúc nãy á, em có nhớ là chúng ta có dò qua ba câu đầu tiên thì em gặp từ self-taught. Em thấy từ này không? Self-taught. Ok, vậy thì self-taught là gì em? Self là tự bản thân, taught là dạy á. Teach, taught em. Teach, taught á. Rồi, đó là cột 3 của động từ teach em ha. Vậy là tự dạy bản thân mình, cái là tự học đó em. Tự học thì là không tham gia khóa đào tạo chính thức nào rồi, phải không nào? Chính quy nào rồi. Vậy thì đáp án câu B là đúng rồi ha. Tiếp câu C đi em. Câu C, ông ta sẽ tổ chức một cái rehearsal, một cái buổi diễn tập ở Charles Theatre, cái nhà hát này nè. Vậy thì từ khóa chính là từ gì vậy em? Rehearsal, phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ dò xem có rehearsal hay không nha. Em dò coi có rehearsal không? Dò lại kỹ một lần nữa nha. Cái này đang nói về bộ phim thôi đúng không nào? Đây cũng là bộ phim luôn. Tiếp theo cũng là bộ phim luôn. Và cuối cùng á, là cái hoạt động panel discussion. Chứ không có nói gì đến buổi diễn tập tại cái Charles Theatre cả, phải không nào? Vậy thì rất có khả năng đáp án là câu C đó em. Nhưng mà bây giờ mình coi câu D thử nha. Câu D, his work, tác phẩm của ông ta đó, thì được trình chiếu tại cái lễ hội phim quốc tế. Cái chỗ này lúc nãy chúng ta có dò chưa em? Dò rồi phải không nào? Chỗ nào đây? Global Animation Festival, em thấy chưa? Rồi có dịch lại chỗ này nè.
ông ta sẽ trình diễn cái bộ phim mới nhất của ông ta tên là như thế này, cái mà đã được công chiếu tại cái lễ hội phim liên hoan phim hoạt họa toàn cầu. Toàn cầu có nghĩa là quốc tế nè, phải không em? Mình có từ global bằng với từ international, được không nào? Phim festival thì cũng giống như là animation festival thôi, tại vì animation festival nó cũng animation cũng là phim, nó là phim hoạt họa, hay em ha. Vậy đáp án câu đi có luôn, về đáp án mà không có nói về Mr. Marek chắc chắn là câu gì em hả? Câu C, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô nha. Rồi mình có từ listing là danh sách nè, sự kiện ở trường cao đẳng đại học Athens, được không nào? Rồi một cái sự kiện tên là Artist Spotlight. While, trong khi một số những cái sự kiện Artist Spotlight vừa qua của chúng tôi á, đã có, feature là có em, động từ là có ha, đã có accomplished painters. Mình có từ accomplished có nghĩa là tài năng nha em nha, tính từ ha, accomplished, tài năng. Đã có những cái người họa sĩ tài năng, thì khách mời của tháng này á, sẽ là một cái animator. Mình có animator là người làm phim hoạt hình hay là người làm phim hoạt họa đó em. Cái người làm phim hoạt hình self-taught, mình có từ self-taught có nghĩa là tự học em ha. Self là tự bản thân, là taught là cột ba của teach là dạy đó, tự dạy mình có nghĩa là tự học nghe nha, tự học, tự học. Rồi khách mời lần này sẽ là một người sản xuất phim hoạt hình tự học có tên là Crane Marek, phải không nào? Ông ta sẽ thuyết trình về một cái bộ phim mới nhất của ông ta tên là như thế này, được không nào? Cái mà đã được screen là trình chiếu đây, mình có screen động từ là chiếu phim nha em nha, chiếu phim á. Cái mà đã được chiếu tại cái lễ hội phim hoạt họa toàn cầu, được không nào? Rồi, cái tờ báo này nè thì gọi cái bộ phim mới nhất của ông Marek á là an uplifting and masterful interplay. Mình có từ interplay có nghĩa là sự tương tác ha, sự tương tác, masterful là xuất sắc và uplifting là rất là cải tiến của những cái cảnh tượng và âm thanh. Sights là cảnh tượng hay em ha. Rồi, the film screening, cái việc chiếu phim á thì sẽ bao gồm một người kể chuyện, mình có narrator. Narrator có nghĩa là người kể chuyện hay em nha, người kể chuyện trực tiếp nè, và hiệu thính âm thanh, và một cái nhóm 4 người nhạc sĩ được dẫn dắt bởi giáo sư Wallace Harbert, được không nào? Rồi sau khi chiếu phim á thì khán giả sẽ có cơ hội để mà hỏi ông Marek những cái câu hỏi về bộ phim của ông ta. Ông ta cũng sẽ participate in là gì em? Tham gia vào ha. Panel discussion là thảo luận nhóm nha. Panel discussion, thảo luận nhóm. Ông ta cũng sẽ tham gia vào một cái thảo luận nhóm vào một ngày sau khi cái việc chiếu phim, được không nào? Vào hôm thứ sáu này, ngày 12 tháng 2 lúc 7 giờ tối ở auditorium là thính phòng nha em nha, thính phòng. Ở thính phòng ha. Thính phòng. Ở thính phòng Watkins, được không nào? Admission là vào cổng nha em, cái việc vào cổng ha. Cái việc vào cổng, sự vào cổng. Free, miễn phí và mở ra cho toàn cộng đồng luôn. Date and time, đây là ngày và giờ diễn ra ha. Venue là địa điểm hay là chỗ, em nhớ không? Chỗ, nơi, địa điểm ha. Venue, rồi, là nhà hát Chalice ha. Rồi, xuống dưới nào, câu hỏi. Câu 153A, mình có từ recurring. Recurring có nghĩa là diễn ra theo định kỳ ha, diễn ra theo lệnh định kỳ, được không nào? Câu A là một cái sự kiện diễn ra theo định kỳ ha. Câu 154, câu B mình có từ formal training. Training là đào tạo, formal training là đào tạo chính quy nha em nha, formal training đào tạo chính quy. Vậy câu B có nghĩa là ông ta không có tham gia cái khóa đào tạo chính quy nào về cái việc sản xuất phim hoạt hình cả, được không nào? Tiếp câu C mình có từ rehearsal là buổi diễn tập ha, buổi diễn tập. Câu C có nghĩa là ông ta tổ chức một cái buổi diễn tập ở cái rạp hát Charles, được không nào? Rồi câu D mình có từ international có nghĩa là quốc tế ha, quốc tế. Rồi vậy câu D có nghĩa là tác phẩm của ông ta được trình chiếu tại một cái lễ hội phim phim quốc tế, được không nào? Rồi ok, bài đọc tiếp theo từ câu 155 đến câu 157. Câu 155, what is the purpose, cái mục đích của cái bài báo là gì? Với dạng câu hỏi về mục đích, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối là ra, phải không em? Đọc đáp án trước nha. Câu A, to summarize, để mà tóm tắt. Cái manual là quyển sách hướng dẫn cho người sử dụng, tóm tắt một cái quyển sách hướng dẫn cho người sử dụng ha. Câu B, to announce,
để mà công bố một cái dự án của một công ty, câu C để mà debate là tranh luận về tính hiệu quả của một cái hệ thống, câu D để mà report báo cáo về một cái initiative là sáng kiến nè, báo cáo về một cái sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề gì đó ha, báo cáo về một cái sáng kiến hay là tường trình về một cái sáng kiến vì cộng đồng mới, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc cái đoạn đầu xem cái bài báo này nói về cái gì ha. Có tựa bài, mình đọc tựa bài trước nha em nha. How more sun, làm thế nào mà nhiều năng lượng mặt trời hơn có thể tiết kiệm được tiền và thời gian. Rồi, ngày 5 tháng 4, Spokane Mayor, thị trưởng của cái thành phố Spokane á, tên là Andrea Harcourt, đã ký một cái contract, một cái hợp đồng với công ty Sunrose, một công ty khởi nghiệp Sunrose về solar, là năng lượng mặt trời ha, để mà cho một cái đơn đặt hàng của những cái garbage can, là những cái thùng rác innovative, làm tân tiến ha. Có nghĩa là đặt mua những cái thùng rác tân tiến của Sunrose. Rồi tiếp, Spokane sẽ là cái thành phố đầu tiên ở trong cái khu vực Pacific Northwest mà nó implement, nó cài đặt những cái thiết bị như vậy. Ok, vậy khi đọc đến đây thì chúng ta thấy là gì? À, cái một cái thành phố này nó đang đặt mua những cái đơn hàng là những cái thùng rác tân tiến, phải không nào? Vậy thì em coi đáp án là câu nào ha, câu A. Tóm tắt một cái sổ hướng dẫn, đâu có đâu, phải không em? Câu B, dự án của công ty, nãy giờ cũng đâu có nói đến công ty nào đâu, không có dự án luôn ha. Không phải gì, câu C nè, để mà tranh luận về tính hiệu quả của cái hệ thống. Có tranh luận về cái tính hiệu quả gì không em? Không ha. Rồi bây giờ câu D là gì? À, để tường trình về cái sáng kiến vì cộng đồng mới, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào phù hợp nhất vậy em? Câu đi, phải không nào? Câu đi là nó phù hợp nhất. Đặt mua những cái thùng rác tân tiến nè em, innovative, thùng rác tân tiến để làm gì? Cái thùng rác tân tiến cho cái thành phố thì có phải là vì cộng đồng không? À, vì cộng đồng ha. Vậy thì câu đi là gần với cái thông tin mà nãy giờ chúng ta đọc nhất nha em. Đáp án là câu đi ha. Câu 156, what is the city of Spokane? Cái thành phố của Spokane á, thì được mong đợi, được dự đoán là làm gì, được không nào? Vậy từ khóa chính là the city of Spokane, phải không nào? The city. Lát mình sẽ dò xem cái thành phố nó sẽ được dự đoán, được mong đợi là làm gì nha. Rồi đọc đáp án trước đi em. Câu A, buy, mua thêm thùng rác, phải không nào? Mua những cái thùng rác thêm ha. Câu B, negotiate, thương lượng về giá cả. Câu C, elect, bầu chọn một thị trưởng mới. Câu D, expand, mở rộng cái workforce, là cái lực lượng lao động của nó ra. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về city của Spokane nha. Rồi, chúng ta dò tiếp đi em. Dòng thứ mấy có ha? Dòng thứ mấy thì có the city. Không có, phải không nào? Dò tiếp nha. Không có luôn, dòng tiếp theo. Cũng không có luôn, dòng tiếp theo. Cũng không có về CD luôn, dòng tiếp theo. Không có CD luôn ha, tiếp. Không có luôn em. Rồi, không có CD luôn, giờ tiếp nào. Ok, ở chỗ này có từ CD nè em, whole city. Thì chúng ta đọc thử cái câu này nha. This will help. Cái điều này sẽ giúp quyết định cái số lượng cần thiết cho cả thành phố. Nó cũng không nói đến việc là thành phố phải làm gì ha. Chúng ta giờ tiếp xem có toàn thành phố nữa không. Đây câu cuối cùng có từ the city nè, phải không em? Thì chúng ta đọc cái câu này nha. Once, một khi mà cái điều này được hoàn tất đó, xong đó, thì cái thành phố rất có khả năng là sẽ làm gì nè em? Purchase, mua thêm cái thiết bị nữa. Em ơi, mua thêm cái thiết bị. Mà thiết bị đó là cái thiết bị gì vậy em? Đây nè, lúc nãy chúng ta có đọc cái thông tin để làm câu 155 thì có từ device nữa, em thấy không? Đây nè, ở trên nè, dòng thứ tư từ trên điểm xuống, device nè. Cô dịch lại nè, Spokane sẽ là cái thành phố đầu tiên ở cái khu vực là Pacific Northwest mà nó cài đặt những cái thiết bị như vậy. Thiết bị chính là cái thùng rác, phải không nào? À, lúc nãy chúng ta nói là mua thêm đặt đơn đặt hàng những cái thùng rác mà tân tiến đó em. Thì device ở đây chính là innovative garbage cans, phải không nào? Vậy thì câu này đã nói là mua thêm thiết bị chính là mua thêm thùng rác ha. Vậy thì A, B, C, D đáp án là câu nào vậy em? À, chắc chắn là câu A rồi, phải không nào? Mua thêm những cái thùng rác ha. Câu 157, ở cái vị trí được đánh dấu 1, 2, 3, 4 thì cái vị trí nào? Cái câu sau đây thuộc về đối với dạng này, chúng ta sẽ đọc câu trong hoặc kép trước ha. Rồi, ultimately có nghĩa là cuối cùng á, thì cái thành phố sẽ save, tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Cuối cùng thì thành phố tiết kiệm được rất nhiều tiền. Vậy câu này á, đang nói về việc gì em? À, tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi phí, phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đọc câu đằng trước từng lỗ trống xem nó có liên kết ý với lại cái câu trong ngoặc kép này không nha. Vị trí số 1 trước đây. Rồi, câu phía trước là gì đây? Câu phía trước là từ đầu luôn đó, lúc nãy chúng ta đọc, bây giờ em dịch nhanh lại nha. Cái ngài thị trưởng của Spokane tên là Andrea Harcourt đã ký một cái bản hợp đồng với
cái công ty Sun Rose để mà đặt được một cái đơn đặt hàng cho những cái thùng rác Tân Tiến. Rồi cuối cùng thì thành phố tiết kiệm được rất nhiều tiền, đang đặt hàng xong rồi tiết kiệm được nhiều tiền làm sao nó không có liên kết không nào. Rồi vị trí số 2 đi em. Vị trí số 2 coi phía trước là gì đây? Đây chúng ta đọc nha, từ đây nào. Sun Rose đã phát triển một cái hệ thống tái chế mà nó sử dụng pin năng lượng mặt trời để mà thu gom cái năng lượng. Cuối cùng thành phố tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Cũng chưa có liên kết lắm phải không em? Không có liên kết về mặt ý nghĩa lắm. Bây giờ vị trí số 3 nha, vị trí số 3 nè. Đọc câu phía trước đi, là thanks to phải không nào? Đây, nhờ vào cái điều này nè, thì garbage collectors, những cái người mà đi thu gom rác á, sẽ không có cần phải đi lấy rác thường xuyên nữa. Và cái điều này nè, giúp alleviate là gì em? Alleviate có nghĩa là giảm bớt em, alleviate làm giảm bớt ha. Cái điều này thì sẽ làm giúp làm giảm bớt chi phí. Cuối cùng thì thành phố sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền, được không em? Câu phía trước đó là alleviate, giảm được chi phí. Khi mình giảm được chi phí thì chắc chắn là mình save a lot of money, đúng không nào? Nhưng mà để chắc thì em có thể đọc tiếp câu số 4 ha. Vị trí số 4 nè, đọc câu đằng trước thử xem. Đây, the recently ordered device, những cái thiết bị được đặt hàng gần đây đó, thì sẽ được cài đặt ở trong cái khu tài chính và ở bên trong và ở xung quanh cái công viên Expo. Rồi cuối cùng thì cái thành phố sẽ tiết kiệm được nhiều tiền cũng không được phải không nào? Chỉ có vị trí nào phù hợp nhất thôi em. Số 3 ha. Bây giờ cô dịch lại cả hai câu số đằng trước số 3 và cái câu trong ngoặc kép để em nắm lại ý một lần nữa nha. Nè, thanks to nè, em thấy chưa? Thanks to, nhờ vào cái điều này nè thì những cái người thu gom rác á, không có cần phải đi lấy rác thường xuyên như vậy nữa. Và cái điều này sẽ giúp alleviate, giảm chi phí. Ultimately, cuối cùng thì thành phố sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Cùng dịch với cô nào. How more sense, làm thế nào mà nhiều năng lượng mặt trời hơn có thể tiết kiệm được tiền và thời gian, phải không nào? Ngày 5 tháng 4, Spokane Mayor, mình có từ Mayor là thị trưởng ha. Thị trưởng của Spokane á, là Andrea Harcourt, vừa mới sign ký một cái contract là hợp đồng với lại một cái công ty tên là Sun Rose về solar, năng lượng mặt trời ha, để mà đặt một cái đơn hàng những cái thùng rác đem, garbage cans là thùng rác ha, thùng rác. Garbage cans, thùng rác. Mình có từ innovative. Innovative có nghĩa là tân tiến hay là đổi mới ha. Tân tiến hay là đổi mới. Để mà đặt những cái thùng rác tân tiến, được không nào? Rồi Spokane á, sẽ là cái thành phố đầu tiên trong cái khu vực Pacific Northwest để mà implement. Mình có cái từ implement rất hay ra thi em. Implement ra thi với nghĩa thứ nhất á, là thực thi hay là thực hiện. Nghĩa thứ hai trong trường hợp này á, khi mà nó đi cùng với các thiết bị dụng cụ á, thì người ta dịch là lắp đặt ha. Lắp đặt. Lắp đặt. Cái nghĩa lắp đặt thì sẽ ra thi chung với những cái dụng cụ, thiết bị, được không nào? Và chỗ này là lắp đặt, đem cô dịch lại nha. Là thành phố đầu tiên trong cái khu vực Pacific Northwest lắp đặt những cái thiết bị như vậy, được không nào? Sun Rose đã phát triển cái hệ thống tái chế mà cái hệ thống đó nó sử dụng solar panels là pin năng lượng mặt trời đó em, để mà thu thập năng lượng. Cái năng lượng này nè sẽ được sử dụng để mà power. Power động từ á em, có nghĩa là nạp nguồn ha, nạp nguồn cho cái gì? Nạp nguồn điện em, nạp nguồn. Còn nếu mà là danh từ là nguồn hay là sức mạnh ha, còn động từ là nạp nguồn. Cái năng lượng này nè sử dụng để mà nạp nguồn cho cái mechanism. Mechanism có nghĩa là cái máy. Cái máy hay là cái bộ phận đó em. Bộ phận máy móc đó, máy hay là bộ phận. Compacting, mình có từ compact là nén đây, nén ha. Compact, nén. Để mà nạp nguồn cho cái máy, cái bộ phận nén rác ở trong cái garbage can, trong cái thùng rác á. Thanks to this, nhờ vào cái điều này thì những người đi nhặt rác đem không cần phải pick up, lấy rác ra thường xuyên nữa. Which cái điều này giúp cho alleviate, giảm chi phí hay em ha, cost là chi phí nè. Mình có từ alleviate có nghĩa là giảm bớt ha, giảm bớt cái gì đó, giảm bớt chi phí, alleviate. Rồi, we have been looking for, chúng tôi á, đang tìm kiếm một cái cách economical way. Mình có từ economical có nghĩa là tiết kiệm em, tiết kiệm ha. Economical có nghĩa là tiết kiệm. Đang tìm kiếm một cái cách tiết kiệm để mà optimize là tối ưu hóa nè. Từ này optimize có nghĩa là tối ưu hóa. Quy xuống như này nha, tối ưu hóa. Một cái cách tiết kiệm để mà tối ưu hóa cái gì em? Cái waste disposal system là cái hệ thống xử lý rác thải á. Mình có system là hệ thống nè, disposal là xử lý nè, waste là rác thải nè, hệ thống xử lý rác thải ha.
để mà tối ưu hóa cái hệ thống xử lý rác thải công cộng của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp tuyệt vời, solution là giải pháp nha. Rồi, bà Harcourt nói rằng như vậy đó. The recent order device, những cái thiết bị mà được đặt mua gần đây đó, thì sẽ được install là gì em? Lắp đặt hay là cài đặt ha, ở trong cái khu tài chính, financial district là khu tài chính nha em nha. Ở nơi đó thì sẽ có rất là nhiều cái tòa nhà mà liên quan đến lĩnh vực tài chính, nằm ở đó người ta gọi là financial district, khu tài chính ha. Và ở trong và xung quanh cái Expo Park, cái công viên Expo, cái điều này sẽ giúp determine, có nghĩa là quyết định hay là xác định ha, quyết định hay là xác định. Điều này nó giúp quyết định hay là xác định được cái số lượng cần thiết cho cả thành phố luôn. Once, một khi mà cái điều này nó được hoàn tất, thì thành phố có khả năng là sẽ purchase, mua thêm những cái thiết bị nữa. Rồi, xuống dưới nào, câu 155, câu ai mình có từ manual, có nghĩa là sổ hướng dẫn hay là sách hướng dẫn ha. Sổ hướng dẫn hay là sách hướng dẫn. Vậy câu ai có nghĩa là tóm tắt cái sổ hướng dẫn cho người sử dụng đó em. Rồi, câu C mình có từ debate, có nghĩa là tranh luận nha em nha, tranh luận ha. Debate là tranh luận. Efficiency có nghĩa là cái sự hiệu quả, cái tính hiệu quả đây. Efficiency, sự hiệu quả, cái tính hiệu quả. Vậy câu C có nghĩa là tranh luận về cái sự hiệu quả của cái hệ thống, được không nào? Câu D mình có từ initiative, là sáng kiến nha em nha. Từ này cũng rất là hay thi. Sáng kiến để mà giải quyết những cái khó khăn gì đó, người ta gọi là initiative, được không nào? Rồi câu 156, câu C mình có từ elect. Elect có nghĩa là bầu chọn ha, bầu chọn, bình chọn, tuyển chọn đấy em. Elect, câu C có nghĩa là bầu chọn, tuyển chọn một cái mayor là gì em hả? Thị trưởng mới ha. Câu D mình có từ workforce, có nghĩa là lực lượng lao động. Lực lượng lao động ha. Vậy câu D có nghĩa là mở rộng cái lực lượng lao động của nó ra, được không nào? Có 157 mình có từ optimate, automated, ultimately, ultimately. Có 175 mình có từ ultimately, có nghĩa là cuối cùng em ha, cuối cùng giống như finally gì đó. Ultimately, cuối cùng thì thành phố cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền, được không nào? Bài đọc tiếp theo từ câu 158 đến câu 160. Câu 158, what is not indicated, cái điều gì thì không được chỉ ra về best equipped. Vậy từ khóa chính là từ best equipped, không nào? Và đây là dạng câu hỏi gì vậy em? À, loại trừ. Dạng câu hỏi loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò thông tin của từng đáp án nha em. Câu ai nào? It provides, nó cung cấp cho clients, khách hàng. Cái gì em? Cái periodic service. Service là dịch vụ nào? Periodic là tính từ của từ period, tên là định kỳ đó. Nó cung cấp cho khách hàng những cái dịch vụ theo định kỳ. Thì bây giờ từ khóa là từ nào vậy em? Periodic service, phải không nào? Vậy chúng ta dò xem cái chỗ nào là dịch vụ định kỳ nha. Em coi này, best equipped nằm ở đâu đây? Ở đầu bài luôn ha. Dịch vụ sửa chữa tên là best equipped, phải không nào? Rồi bây giờ em dò xem có dịch vụ theo định kỳ không? Em dò thử nha. Rồi, em nhìn những cái in đậm nè. Cái thứ nhất là repair, sửa chữa thiết bị, phải không nào? Rồi, cái thứ hai là gì em? Bảo trì thiết bị, phải không? Mà thường thường em bảo trì á, maintenance, bảo trì thì có, nó có theo định kỳ không? Có thể, phải không nào? Bây giờ em đọc cái thông tin trên cái bảo trì thử xem. Biz Equip cũng cung cấp cho công ty và những cái tổ chức khác, cái gì em hả? Cái dịch vụ maintenance, bảo trì regular, thường xuyên. Rồi, our technicians, kỹ thuật viên của chúng tôi đó, cũng conduct, tiến hành, thực hiện những cái inspection, những cái việc thanh tra gì nè em, weekly là hàng tuần cho cái thiết bị của bạn. Vậy thì có cung cấp dịch vụ theo định kỳ không? Có, phải không nào? Ok, vậy tha, periodic service. Còn ở trên này là gì em? Regular maintenance và weekly inspection, phải không nào? Rồi tiếp nha, câu B. It offers, nó cung cấp cái inspection, cái việc kiểm tra thiết bị on-site tại chỗ luôn. Rồi bây giờ nó có cung cấp cái việc kiểm tra thiết bị tại chỗ không? Thêm từ khóa là từ nào ha? On-site equipment inspection, phải không nào? Thì bây giờ em dò đi xem chỗ nào có on-site equipment inspection nha. Dò lại luôn, những cái thiết bị của nó là những cái in đậm này. Đầu tiên equipment repair, chị bây giờ em coi nó kiểm tra tại chỗ không, thử đập nha. We have a team, chúng tôi có một cái đội, những cái chuyên gia mà có nhiều kinh nghiệm, những người có thể đến nè và kiểm tra nè em. Kiểm tra là có thể là giống với từ gì đây? Giống với từ inspect, phải không nào? Check và inspect ha, để mà kiểm tra cái máy của bạn. Rồi, nếu mà có thể thì có thể sửa những cái món đồ của bạn on the spot. On the spot nó bằng với từ on-site đấy em. On-site ha, là tại chỗ luôn đó. Vậy thì
Có không, em có cung cấp dịch vụ tại chỗ không? À, có phải không nào? Cô Bi có luôn ha. Rồi tiếp cô Si, nó sells, nó bán những cái dòng máy móc văn phòng. Rồi, nó bán cái sản phẩm máy móc văn phòng. Bây giờ em dò đi xem chỗ nào có nói về việc bán máy móc văn phòng không? À, em nhìn, đầu tiên là prepare là sửa rồi này, maintenance là bảo trì, supply là cung cấp. Thì cung cấp chính là gì đây? À, có thể là sell là bán phải không nào? Nhưng mà bây giờ em coi nó cung cấp cái gì. Nó cung cấp những cái cartridge. Cartridge là gì biết không? Hộp mực á. Cartridge là hộp mực ha. Rồi bây giờ em thử đọc trong nội dung là nó nói gì đây. In addition, thêm vào đó đó, thì biết equip cũng có những cái sự lựa chọn của những cái cartridge là hộp mực và toner nè, em thấy chưa? Mà nó phù hợp và vừa vặn cho hầu hết những cái máy in và máy photo của văn phòng. Vậy nó có bán những cái loại máy móc văn phòng không em? Không, nó chỉ bán cái gì thôi? Nó chỉ bán những cái loại hộp mực thôi. Vậy câu C là đúng hay sai? À, sai phải không nào? Rồi câu đi, còn câu đi thì sao đây? Em thử dịch câu đi luôn nha, làm câu đi luôn cho nó chắc nè. It operates, nó mở hay là nó hoạt động một cái trung tâm cho sự việc sửa chữa. Vậy từ khóa chính là từ gì em? Center for repairs phải không? Vậy cái mục sửa chữa nó nằm ở đâu em? Nó nằm ở cái chỗ này phải không? Rồi bây giờ chúng ta dò xem nó có trung tâm sửa chữa không. Em đọc lại thử nha. Chúng ta có một cái đội ngũ, những cái chuyên gia giàu kinh nghiệm là những người có thể đến và kiểm tra máy móc của bạn. Nếu có thể thì có thể sửa chúng on the spot tại chỗ luôn. Rồi, nếu mà nó yêu cầu những cái sự lựa chọn, những cái sự sửa chữa mà lớn hơn đấy, major repairs, thì sao ta? Những cái thiết bị của bạn sẽ được mang đến trung tâm dịch vụ của chúng tôi. Ok, vậy nó có mở cái trung tâm sửa chữa không em? Có luôn nè, vậy câu đi có ha. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Rồi câu C được không nào? Câu 159. According to the brochure, theo như cái brochure, cái tờ rơi quảng cáo đó, thì customer, khách hàng có thể làm gì ở trên website của Biz Equip? Vậy từ khóa chính là gì vậy em? Website phải không nào? Rồi đọc đáp án trước nha. Câu A, bring out, in ra cái bảng sao kê hóa đơn. Câu B là gì em? Make a payment, thực hiện thanh toán cho cái hộp mực của máy in ha. Rồi câu C, tìm kiếm thông tin về chi phí cho một số cái sản phẩm. Câu D, yêu cầu cái sự nâng cấp thiết bị phải không nào? Vậy chúng ta dò website trước nha. Em dò xem chỗ nào có website. À, có phải là ở chỗ này không em? Đây nè, có nguyên một cái website luôn. Và chúng ta đọc nhanh cái chỗ này nha. Nó là gì đây? For details, để biết thêm chi tiết thì hãy ghé website. Chi tiết về cái gì mới được chứ? Vậy chúng ta phải đọc cái đằng trước nè em. Đây nè, đọc câu đằng trước nha. Price, giá cả đó thì vary là khác nhau, tùy theo cái brand, cái nhãn hiệu và cái loại. Ok, cái nhãn hiệu của cái gì em? Của những cái nãy chúng ta dịch rồi đó, cũng cái hộp mực nè, form nào, hộp mực và toner đó. Nói chung là giá cả nó sẽ khác nhau tùy theo nhãn hiệu và loại. Để biết thêm thông tin chi tiết, về chi tiết này là chi tiết về gì vậy em? Về giá cả khác nhau của từng loại phải không nào? Thì hãy đến website này. Vậy bây giờ em coi cái đáp án là câu nào nha. A, B, C, D, câu nào vậy em? À, câu C phải không nào? Câu C có giá cả nè, cost information nè, tìm kiếm thông tin về giá cả cho một số cái sản phẩm. Đáp án là câu C nha. Câu 160, what information, cái thông tin nào á mà Biz Equip yêu cầu để mà sắp xếp một cái lần đến bởi cái technician là kỹ thuật viên. Có nghĩa là nếu mình muốn sắp xếp một cái lần mà kỹ thuật viên đến nhà để mà xem, kiểm tra cái thiết bị cho mình á, thì phải cung cấp cái thông tin gì ha. Và bây giờ theo em từ khóa là từ nào? Visit technician phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta đọc đáp án trước nha. Câu A, a customer account number, cái số tài khoản của khách hàng. Câu B, địa điểm của cái văn phòng. Câu C, chứng minh của cái việc mua hàng. Câu D, cái ngày trên cái thẻ bảo hành phải không nào? Rồi bây giờ em xem dò xem chỗ nào nói về technician. Mình dò tiếp đi. Câu cuối cùng thường là nằm ở cái dòng cuối cùng, cái đoạn cuối cùng ha. Rồi đoạn cuối cùng nó có từ technician nè, em đọc thử coi. To book an appointment, để mà sắp xếp một cái cuộc hẹn, đặt một cái lịch hẹn với kỹ thuật viên. Đặt một cái lịch hẹn với kỹ thuật viên chính là sắp xếp một cái visit của kỹ thuật viên phải không em? Vậy bây giờ đọc tiếp nào. Hãy gọi cho chúng tôi tại cái số này nè. Rồi provide, hãy cung cấp địa chỉ của cái văn phòng của bạn hoặc là cái cơ sở kinh doanh của bạn, rồi chúng tôi sẽ gửi người đến đó sớm nhất. Vậy thì chỉ cần cung cấp cái gì thôi em? Cái địa điểm, cái địa chỉ của cái tòa nhà hay là cái văn phòng. Vậy đáp án là câu gì em hả? Câu B phải không nào? Location, địa điểm của cái văn phòng ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch vào hệ thống là những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Rồi, Biz Equip Repair Service, dịch vụ sửa chữa Biz Equip. The cost, cái chi phí của việc replace là thay thế em ha. Replace, thay thế cái equipment.
là thiết bị đó em, equipment là thiết bị ha. Cái chi phí của việc thay thế một cái thiết bị văn phòng nó bị malfunction. Mình có từ malfunction có nghĩa là gặp trục trặc hay là sự cố. Gặp trục trặc hay là gặp sự cố ha. Malfunctioning là tính từ đó em. Rồi broken, à, một cái thiết bị mà nó bị broken là nó bị hư, bị hỏng á. Cô dịch lại nè, cái chi phí để mà thay thế một cái thiết bị văn phòng nó gặp trục trặc, sự cố hay là bị hỏng á, thì có thể là cao. Có nghĩa là mình mua cái mới, mình thay thế cho nó đó em, thì cái chi phí nó cao ha. Before, trước khi mà bạn rush out, bạn vội vã ra ngoài để mà buy a new printer, mua một cái máy in mới hay là một cái photo copier, cái máy photo mới, hay là projector là máy chiếu mới nè, computer là máy vi tính nè, hoặc là cái thiết bị văn phòng khác đó, thì hãy gọi cho dịch vụ sửa chữa Biz Equip được không nào? Equipment Repair, cái việc sửa chữa thiết bị. We have a team, chúng tôi có một cái đội specialist là chuyên gia nha em nha. Specialist từ này cũng rất là hay gặp, chuyên gia. Một cái đội ngũ chuyên gia, experience, có đầy đủ kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm, những người mà có thể ghé đến để mà check, kiểm tra cái máy cho bạn. Nếu mà có thể đó thì có thể fix. Fix là sửa chữa em, sửa chữa ha. Nếu mà có thể thì sẽ sửa chữa cái món đồ của bạn đó on the spot. Mình có từ on the spot bằng với từ on site, có nghĩa là tại chỗ em ha, tại chỗ, sửa tại chỗ luôn, không bất cần phải mang đi đâu hết, tại chỗ ha. Rồi, có thể sửa cái món đồ của bạn tại chỗ luôn, chúng tôi sẽ làm như vậy. If, nếu mà nó requires, nó yêu cầu cái major repairs, là cái việc sửa chữa mà nó lớn hơn, nó nặng hơn á, thì sao em? Your equipment, cái thiết bị của bạn sẽ được taken, sẽ được đem đến, sẽ được mang đến cái trung tâm dịch vụ của chúng tôi và sẽ được return, trả lại cho bạn in good working order, trong cái tình trạng là làm việc tốt, trong cái điều kiện là làm việc tốt, có nghĩa là sửa cho nó làm việc tốt, nó hoạt động tốt rồi thì người ta mới trả lại cho em, được không nào? Most types of repairs, hầu hết những cái loại hình sửa chữa đó, có nghĩa là sửa cái gì, cái chỗ nào đi nữa đó, thì nó sẽ được hoàn tất trong vòng chỉ 48 tiếng, được không nào? Rồi tiếp, equipment maintenance. Mình có từ maintenance, có nghĩa là bảo trì nha em, bảo trì ha. Rồi, Biz Equip cũng cung cấp cho công ty và những cái tổ chức khác á, cái dịch vụ bảo trì thường xuyên nè em. Ok, rồi, technician có nghĩa là gì em hả? Technician có nghĩa là kỹ thuật viên ha. Technician, kỹ thuật viên, từ này cũng rất hay gặp. Những cái kỹ thuật viên của chúng tôi có thể conduct, tiến hành hay là thực hiện inspection, có nghĩa là thanh tra hay là kiểm tra đó em. Chỗ này là kiểm tra ha, tiến hành kiểm tra hàng tuần cho cái thiết bị của bạn để mà ensure là gì em, đảm bảo rằng mọi thứ thì nó hoạt động đúng chức năng của nó ha. Rồi tiếp, supply, cung cấp cái cartridge là ống mực đó em, ống mực, hộp mực ha, ống mực hay là hộp mực, cung cấp cái ống mực, hộp mực cho cái thiết bị. Em coi này, in addition, thêm vào đó, đó thì Biscuit cũng có những cái sự lựa chọn cho những cái loại hộp mực hay là toner mà nó fit, có nghĩa là nó vừa vặn hay là nó phù hợp thêm, nó vừa hay là nó phù hợp ha, nó vừa vặn hay là nó phù hợp với hầu hết, most, hầu hết những cái máy in và những cái máy photo văn phòng. Giá cả thì vary, mình có từ vary có nghĩa là khác nhau đó em, khác, khác nhau ha. Giá cả nó thì khác, according to, tùy theo cái brand là gì em, nhãn hiệu ha. Tùy theo cái nhãn hiệu và cái type là cái loại. For details, để biết thêm thông tin chi tiết đó, thì hãy ghé cái website này. To book an appointment là đặt lịch hẹn với technician là kỹ thuật viên, thì hãy gọi cho cái số toll free. Mình có từ toll free có nghĩa là miễn phí, không có tốn tiền đấy em, miễn phí, không có tốn tiền ha. Hãy gọi một miễn phí vào cái số này, rồi hãy cung cấp address, cái địa chỉ của cái văn phòng của bạn, hoặc là cái business establishment, có nghĩa là cơ sở kinh doanh đấy em, cơ sở kinh doanh ha, business establishment, cơ sở kinh doanh, và rồi chúng tôi sẽ gửi người đến sớm nhất có thể, được không nào? Rồi tiếp xuống dưới câu hỏi nha, câu 158 A, mình có từ periodic. Periodic có nghĩa là định kỳ ha, theo định kỳ, theo định kỳ. Rồi câu ai có nghĩa là nó cung cấp cho khách hàng những cái dịch vụ theo định kỳ ha. Rồi câu B mình có từ on site, nó bằng với on the spot hồi nãy đó ha, on the spot có nghĩa là gì em, tại chỗ ha. Rồi câu D mình có từ operates, operates có nghĩa là hoạt động ha, hoạt động, hoạt động,
hay là mở một cái gì đó ha. Ví dụ cô đi là nó hoạt động một cái trung tâm để mà sửa chữa, hay là nó mở một cái trung tâm để mà sửa chữa ha. Câu 159 A, mình có từ statement là bản sao kê. Câu A là bản sao kê hóa đơn ha, in ra bản sao kê hóa đơn. Câu B mình có từ make a payment, có nghĩa là thanh toán nè, thực hiện cái sự thanh toán ha, thanh toán cho cái hộp mực của máy in. Rồi câu D mình có từ upgrade là nâng cấp nha em, nâng cấp ha. Câu D là yêu cầu cái sự nâng cấp thiết bị. Câu 160 mình có từ warranty. Warranty có nghĩa là bảo hành ha. Vậy câu D nó nói là cái ngày ở trên cái thẻ bảo hành á, được không nào?